Tết độc lập năm nay thật đặc biệt. Mặc dù trùng vào dịp cuối tuần, nhưng vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên không có những kế hoạch du lịch, dã ngoại hay giao lưu gặp gỡ. Thay vào đó, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, mỗi người dân Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết thông qua những việc làm thiết thực để phòng chống dịch COVID-19. Điểm chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A, nơi cửa ngõ phía Bắc của thành phố Vinh trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Không chỉ hôm nay, mà ngay từ khi thành phố thực hiện chỉ thị 16, nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác tình cảm gia đình để ngày đêm bám trụ với quyết tâm sớm dập dịch COVID-19. Ai cũng có cái gia đình của mình, ai cũng muốn là mong muốn được về bên gia đình, rồi là quây quần bên gia đình. Nhưng vì nhiệm vụ nên là anh em, các cái lực lượng tạm thời là gác lại, là quyết tâm sẽ thực hiện cái nhiệm vụ này khi nào hoàn thành tốt. Còn tại bệnh viện dã chiến số 1, nơi đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân là F0. Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng gần như đội ngũ nhân viên y tế, những chiến sĩ áo trắng nơi đây vẫn ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch. Chắc là bố chúng đứng phải đến cuối tuần mới về được, nhớ nhá, nhớ kiểm tra cho em cái chỗ để mà xây dựng con lái nữa, cô vô được cái sống là ta biết được. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã hơn 2 tháng chưa về nhà kể từ khi bệnh viện đi vào hoạt động. Hôm nay khó khăn lắm, chị mới có khoảng thời gian ngắn ngủi để trò chuyện với con. Thông thường thì là gia đình tôi là vào những ngày Tết độc lập như này là sẽ cố gắng, mặc dù đi trực nhưng cũng sắp xếp để được một ngày để đưa con cái về thăm ông bà nội hoặc là đi chơi ở đâu đó để cho các cháu chuẩn bị vào năm học mới. Nhưng mà năm nay là do điều kiện là tôi đã ở trong bệnh viện dã chiến hơn 2 tháng rồi. Chồng thì là cũng là bác sĩ, cũng là đang làm việc và bị ở tại chỗ dưới bệnh viện ung biếu, cho nên là con thì bọn tôi gửi cho ông bà ngoại. Đáng lẽ ngay những ngày lễ này thì cán bộ tập thể được đoàn tụ với gia đình và trong những cái sinh hoạt của gia đình, nhưng mà giờ thì lực lượng đã vào đấy thì cũng chia ra từng người từng ở từng vị trí, bố mẹ rồi là con cháu thì ở nhà với ông bà, đây có những gia đình là cả bố cả mẹ, bản thân cũng như thế, bố tam trong đây, mẹ cũng phải đi chống dịch ở ngoài, cho nên là con cái cũng ở nhà với ông bà, cho nên là rất là hoàn cảnh trong đây. Nhưng mặc dù thế nhưng chúng tôi cũng xác định mục tiêu là để mà làm sao tập trung để hoàn thành chiến thắng và rút ngắn cái thời gian để về cuộc sống về đoàn tụ với gia đình. Khi đất nước đang căng mình trong cuộc chiến cam go, khốc liệt, cả hệ thống chính trị cùng người dân đang kề vai sát cánh, góp phần cùng tuyến đầu chống dịch, thì ngày Quốc khánh năm nay không còn là dịp vui chơi, mà mỗi người dân, từ đồng bằng đến miền núi, đều thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách ở trong nhà và nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19. Bản thân những người cựu chiến binh của chúng tôi rất thấm thía để có được cái giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất của đất nước hôm nay. Và cũng chính lúc này đây mọi cái, và trong cái điều kiện ngặt nghèo của đất nước, của dân tộc chúng ta đang đứng trước cái đại dịch COVID-19, thì hơn ai hết, người Hội Liên Cựu Chiến binh càng thấm thía cái giá trị của độc lập tự do và cái hạnh phúc cho từng người mọi nhà. Chính vì như vậy thì Hội Viên Cựu Chiến binh là tăng cường thêm cái tuyên truyền vận động mọi người mọi nhà phải làm một cái chiến sĩ trên cái mặt trận chống dịch này. Cứ hàng năm là cái Tết độc lập này, các con cháu là thường về là tụ tập đông đủ để chia sẻ và gắn bó tình cảm. Thì với năm nay cái Tết độc lập cũng có rất nhiều ảnh hưởng, nhưng mà với tinh thần của người dân thực hiện tốt cái chương trình 5K và cái chỉ thị 15 của chính phủ. Tết độc lập năm nay, đường phố vắng lặng. Các khu vui chơi, điểm du lịch, nhà hàng ăn uống không có cảnh chật kín người trong dịp nghỉ lễ. Thay vì đón Tết độc lập thông thường như trước khi có dịch, mỗi người dân Nghệ An đã có những việc làm ý nghĩa, vừa thể hiện được niềm tự hào dân tộc, vừa góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.